cũng liên quan tới thông tin về vụ tai nạn máy bay này xảy ra tại Trung Quốc mà trong phiên giao dịch vào sáng ngày 21 tháng 3 tại thị trường New York, giá cổ phiếu của Boeing và các nhà cung cấp linh kiện cho hàng sản xuất máy bay này của Mỹ đều đã sụt giảm. Boeing cho biết đang thu thập thông tin để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn trên. Theo Reuters, do thông tin liên quan đến vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines liên quan đến máy bay Boeing 737-800. Cổ phiếu của Boeing đã giảm 5,6%, còn 182,06 đô la Mỹ. Đây cũng là mã cổ phiếu có mức giảm mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu chứng khoán công nghiệp Dow Jones giao dịch trong ngày. Trong khi đó, cổ phiếu các công ty cung cấp động cơ, linh kiện cho máy bay của Boeing cũng đồng loạt giảm theo. Cụ thể, giá cổ phiếu của GE cung cấp động cơ giảm 1%, các công ty cung cấp linh kiện Spirit Aerosystems Holy Inc. Hexacorp và Chem Groups Inc. ghi nhận mức giảm giá từ 1 đến 4%.